Chào cả nhà nha. Hôm nay mình nấu nuôi cho con mấy đứa con mình ăn nuôi cả nhà. Giờ mày cả nhà con mình nấu nuôi nha. Đây là có thịt sườn. Tụi mình giặt cái gì này cả nhà. Này nuôi mình lá trụng dầu rồi chứ. À, củ cải muối. Ở Việt Nam mình nó hay như củ cải trắng mà giờ ở đây không có củ cải trắng thì mình nấu củ cải muối cho nó thơm. Đây là củ cải đỏ. Mình để vô cả nhà coi nha. Trước hết mình để thịt vô trước. Thịt này là mình đã sơ chế rồi đó cả nhà. Mình trụng sơ hết rồi đó. Thì mình để vô. Thịt ở bên hàng mình trước khi nấu mình phải trụng sơ đó. Mình giữ lại cho mình nấu được. Bây giờ tiếp tục mình để củ cải muối vô cả nhà. Củ muối cho thấm vô. Cho cái muối vô. Bỏ vô luôn cả nhà. Đây muối. Để nghĩa muối. Đây là đường, bột ngọt hay bột ngọt chứ. Bột ngọt mình để chừng ít thần nửa nĩa thôi cũng cả nhà. Đó là đường, cái đường. Mẹ mình nấu nuôi xong rồi đó cả nhà. Nhìn hấp dẫn quá trời luôn. Ăn tô này chắc no luôn rồi. Nhìn hấp dẫn quá trời cả nhà, lâu lắm không có ăn nuôi. Chào cả nhà nha. Mẹ mình nấu nuôi xong rồi đó cả nhà, xin mời cả nhà dùng nuôi cùng với gia đình mình nha. Chào cả nhà. Mời cả nhà ăn nuôi nha. Hẹn gì là mấy ăn. Lâu dữ lắm luôn không có ăn nuôi cả nhà ơi. Còn cái ăn đó nữa. Nó mỡ thơm đấy. Hỏi nó ăn được không? Mình sẽ coi hắn đi. Chọn lên nha. Dưới một cái nha. Bây giờ rồi. Mình chén miếng mắm vô. Để vô miếng nước mắm nữa không? Nuôi nè, ăn với nó mặn không? Ở Việt Nam mình nấu thì củ cải trắng mà ở đây không có củ cải trắng mà củ cải muối đây. Nấu cải muối thì nấu ngọt mới thôi. Củ cải trắng Việt Nam á. Giống món Việt Nam chưa nè. Mà dùng có con nấu chắc khác còn dùng ăn gian ha. Củ cải vậy nè. Mà đúng ra có gan nữa. Mà tại đây không có gan. Anh bánh canh con cũng khoái ăn giống vậy nè. Có gan rồi. Thường bên Việt Nam hồi đó đi học á, thích ăn hủ tiếu với nuôi chung ngon. Mà cái này nuôi là xương cái bộ. Ăn chung với hủ tiếu. Ừ, hủ tiếu ngon không? Xương. Thầy đi học cấp 3 á. Nó chứ Việt Nam mà mình đi chợ đi học mà mua được cái tổ xương gì đâu có ít tiền đâu. Cũng ngon lắm các bộ. Nhưng mà ta bán có tí xíu à. Ta bán ít lắm chứ ta được như mình nấu. Xương mà hẳn ra nước ngọt rồi lấy luôn ngon. Mua dạng phải để xương gì nấu đâu, trụng sơ lại cho nó ra cái chất bột hết.
dĩa lại sạch sẽ mà để mà nấu. Mà xương nặng qua cũng mua là mình cũng xương tươi lắm, chứ đúng không phải đâm lạnh. Xương nó chặt. Nhưng mà bây giờ nó trụng nó hết. Còn tươi nó chặt cho mình luôn. Nấu là thịt ở chợ nó trụng nó hết. Mà bên hàng á, mình mua xương á là nó còn nhiều á. Nó như bên Việt Nam nó lắc cũng hết. Còn xương không có nạt. Còn mới làm ta chưa nạt nhiều. Mà là Việt Nam dùng xương cốt lết, dùng nguyên cơ mặt bự. Xương cốt lết. Nó lóc hết là còn có cái nạc hay cái dính sườn. Dính sườn. Có gì tập ăn cay mà nó không có được. Ăn cái cỡ nó cay. Thấy người ta ăn cay ha, ăn không được. Cái cô lô men nó ăn ớt luôn. Nó thèm luôn mà không được. Lô men nó ớt dữ dàng lắm. Tập từ từ quen. Ăn được cái lửa nó ăn được nó nóng. Rồi nó ngọt hết ngon lành vậy nha. Thấy người ta ăn mình cũng muốn ăn nha mà ăn được. Mình để nó bán gì nó ăn lấy được là gì quý. Người này ngay chỗ quán Việt Nam bán hả chị? Hả? Người này ngay quán Việt Nam bán. Quán Việt Nam cũng có, người Hàn cũng có bán, người Hàn cũng có ăn cái này nữa. Có nè. Ừ, nhưng mà nó không nấu theo kiểu giống của mình. Lâu ăn lại nuôi ngon quá trời luôn cả nhà. Thật ra ở Việt Nam cũng thích ăn nuôi. Từ hồi qua hàng mới được ăn nuôi. Thằng em nó tội nghiệp chứ em đấy nè. Nó từ đó, từ lúc qua hàng tính giờ là mới được ăn nuôi. Em qua tới giờ được mấy năm à? 4 năm. Nàng em con bà con của bên chồng mình nha cả nhà. Nên nó đợt này nó đang tìm xưởng, học xong rồi, tốt nghiệp xong rồi, giờ đang tìm xưởng xong rồi để chờ đổi visa cả nhà, nên là trong thời gian này không có đi làm, nên là hiện giờ đang ở nhà mình. Còn ở đây chơi được thì tao nấu cái món gì ăn lấy đỡ đi. Chứ đi làm mà muốn ăn giờ cũng khó gì đâu, ăn đã được ăn món làm nữa. Ừ. Đi làm vô công ty rồi chứ mình nghĩ cũng khó. Nghĩ dễ rồi. Em chia sẻ xem trải nghiệm 4 năm bên hàng thế nào. Thằng em mình, em bà con bên chồng mình ở nhà sang đi du học được 4 năm rồi. Lúc đầu toàn đầu về không à, không có chịu ở. Là nhớ nhà rồi chung nhiều thứ áp lực ấy, chịu không nổi đầu về không à. Đừng sao sắp 4 năm nay nhờ. Giờ thấy quen hơn ngày xưa. Rồi suy nghĩ chín chắn hơn. Đã muốn về không? Muốn ở hả? Giờ muốn ở rồi. Giờ hết muốn về rồi. Ở đây thì mới cũng không quen ở nhất như mình xưa, đi Sài Gòn mình sống cái gì xưa mới qua nản chí. Bây giờ như mình đi Sài Gòn mình sống có gì đâu, mới sang tới đầu về không mình phiền biết bao nhiêu nó mới chịu ở. Bây giờ quay lại nè, nhờ chị nhờ chị kêu ở rồi tôi chán rồi gì à. Mà thường cả nhà ai mới sang hàng á kiểu chán lắm, không có sống được. Tất cả như giải sử visa thăm thân cũng vậy, kết hôn, visa du học, hầu như visa kết hôn là càng chán hơn. Vì những người bên Việt Nam á, lúc mà chuẩn bị sang hàng cứ nghĩ bên hàng là một màu hồng rất là đẹp, nhưng thực chất á, khi sang hàng thì vỡ mộng rất là nhiều. Nên thường mấy chị em mà kết hôn á, sang đây á, mới sang vài tháng là đòi việc Việt Nam rất là nhiều luôn. Mình tư vấn rất là nhiều trường hợp luôn, cả nhà mình phiên rất là nhiều luôn. Mà mình nói xong mới sang lại là muốn về nhiều áp lực lắm. Thứ nhất là về văn hóa nè. Thứ
thứ hai là về ngôn ngữ, thứ ba là về vợ chồng không hiểu với nhau đó, nên nhiều xảy ra nhiều xung đột lắm, nên rất là chán, rất là áp lực. Đôi khi nhiều người còn sống cùng với ba mẹ chồng nữa thì thật sự là rất là nản luôn, không ai muốn sống ở bên hàng cho đầu về không, một hai là phải đầu về á. Cái mình nói thì mới sang ai cũng vậy thôi, cố gắng từ từ đi ha, một thời gian đi rồi sẽ quen, sẽ dần quen rồi xong là mình sẽ có một cái suy nghĩ khác, suy nghĩ nó sẽ chín chắn hơn. Vì thường ai mới qua cũng nghĩ là ở bên hàng này á dễ đi làm có tiền đó, rồi hoặc là qua chồng cho tiền này kia nọ để gửi về Việt Nam, nhưng thực chất không phải như vậy. Nên là mới sang thì mình cũng khuyên á, chị em là mới sang á là phải cố gắng học tiếng Hàn cho tốt, đó là giao tiếp tốt, rồi hả tìm việc làm đi làm. Chứ nhất là mình mới sang mà mình muốn đi làm liền á thì chồng người ta cũng không có cho, vì người ta cũng sợ mình mới sang không có biết tiếng á, đi làm á không có được. Rồi với mới sang người ta cũng sợ mình bỏ trốn, người ta cũng không có tin tưởng, nên người ta cũng không có cho mình đi làm. Nên mình khuyên chị em tốt nhất mới sang là nên ở nhà học tiếng tốt tí xíu. Rồi nếu mà không nghĩ chồng cũng không đến nổi thì nên để có con, xong mình cố gắng mình học tiếng, xong mình thi quốc tịch đó, xong sau đó thì mình tính tiếp phải không. Rồi trong cái thời gian đó thì ở nhà chăm con vậy thì kêu chồng mà rước ba mẹ mình sang để đi làm thì cũng phụ kinh tế bên Việt Nam. Nói chung hiện tại bây giờ thì chị em người cô dâu Việt á sang đây không có vất vả như ngày xưa đâu. Thời mười mấy năm về trước mới thật sự là vất vả không. Thứ nhất mười mấy năm về trước á là sang á là ở quê, chồng đa phần là ở quê làm ruộng làm nông đó, sống cùng với ba mẹ chồng nè, rất là áp lực. Rồi xong sang chồng cũng không có cho đi làm, rồi cũng không có biết cách bảo lãnh người thân sang như thế nào nữa. Ngày xưa nó không có dịch vụ giống như hiện tại bây giờ, muốn tìm người tư vấn hồ sơ thì cũng rất là khó. Nên là nhiều khi ngày xưa chị em á cũng chung là chị cố gắng thôi, cố gắng xong thời gian xong rồi cũng sẽ trôi qua đó, rồi cũng có quốc tịch. Rồi sau này thì có quốc tịch xong rồi con cái cũng lớn rồi thì muốn thích sống thì sống, còn không muốn sống nữa thì ly hôn đó. Chứ còn bây giờ là sang là rất là sướng luôn, chồng thì đa phần ở thành thị, rồi được rước ba mẹ sang nữa, áp lực bây giờ không bằng áp lực của ngày xưa đâu. Nên là mình gửi lời chia sẻ đến chị em người Việt mà lấy chồng mới sang nên cố gắng nhiều hơn đó, một thời gian trôi qua là mình sẽ ổn định thôi, tinh thần sẽ ổn định thôi. Video của mình đến đây xin tạm dừng nghe cả nhà, hẹn cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà một ngày mới an lành và hạnh phúc nha. Thì nếu cả nhà cảm thấy video của mình hay và ý nghĩa thì xin hãy đăng ký kênh, chia sẻ kênh và nhớ bấm nút chuông cả nhà. Nếu bấm nút chuông thì khi những cái video mới của mình đăng tải lên ấy thì sẽ thấy được liền cả nhà. Xin cảm ơn chân thành cả nhà rất nhiều nha. Bye bye cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ nha. Chào cả nhà nha.